Xin chào các anh chị và các bạn. Trong nội dung chuyên đề Excel văn phòng ngày hôm nay, tôi muốn các bạn dành ra 10 phút để có thể nắm trong tay top 10 thủ thuật Excel văn phòng thông minh nhất, rất hữu ích mà có thể là bạn sẽ chưa biết. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Các bạn sẽ đến với thủ thuật đầu tiên, đó là thủ thuật ẩn số 0 bằng định dạng custom. Các bạn thông qua một ví dụ như sau: trong một bảng tính, chúng ta có dữ liệu các tên hàng, số lượng, đơn giá thành tiền. Ô thành tiền đang được đặt dưới công thức là bằng cột số lượng nhân với ô đơn giá. Vậy các bạn sẽ nhìn thấy tại những dòng chúng ta chưa gõ số lượng đơn giá, cột thành tiền đang để ở số 0. Các số 0 này chúng ta không muốn hiển thị, có nhiều cách làm. Một số các bạn dùng công thức có thể sử dụng công thức if error để chúng ta chữa lỗi. Nhưng ở đây chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn một cách thức khác, đó là ẩn số 0 bằng định dạng custom. Các bạn sẽ làm như sau: chúng ta đánh dấu dữ liệu ở cột thành tiền. Các bạn format cell. Chúng ta định bấm vào lựa chọn định dạng custom. Ở bên ô định dạng custom, các bạn sẽ gõ như sau: chúng ta sẽ gõ số 0, sau đó là 3 dấu chấm phẩy. 3 dấu chấm phẩy để là các dữ liệu sẽ không hiển thị trong trường hợp mà không phải dữ liệu số. Các bạn bấm vào nút OK. Và ở đây các bạn sẽ nhìn thấy trong trường hợp khi có dữ liệu số thì dữ liệu hiển thị, còn các trường hợp bằng số 0 thì dữ liệu nó sẽ là dữ liệu trống. Ở mức nâng cao hơn một chút, các bạn muốn định dạng các dữ liệu này dưới dạng ngăn cách hàng nghìn, các bạn sẽ gõ thêm như sau. Các bạn vẫn format cell, chúng ta chọn custom. Tại ô vùng dữ liệu này các bạn sẽ gõ phần đầu tiên, các bạn gõ dấu thăng, dấu ngăn cách hàng nghìn là dấu phẩy. Các bạn gõ tiếp hai dấu thăng và số 0, sau đó là 3 dấu chấm phẩy. Đấy, các bạn sẽ gõ như sau: thăng, phẩy, thăng, thăng, 0 và 3 dấu chấm phẩy. Các bạn bấm OK và chúng ta sẽ nhìn thấy có kết quả. Chúng ta chuyển sang thủ thuật thứ hai, tip số 2. Các bạn sẽ nhìn thông qua ví dụ. Bên này là tên tên và chúng ta thấy khi chuột di qua tên những người lao động này, chúng ta sẽ thấy có phần ghi chú bằng hình ảnh bên cạnh. Vậy cách thức để có thể hiện ghi chú bằng hình ảnh khi di chuột qua làm như nào? Chúng ta sẽ làm như sau. Tại tên mà muốn hiển thị bằng hình ảnh, các bạn sẽ bấm chuột phải, chúng ta chọn Insert Comment. Ở đây chúng ta không chèn ghi chú bằng chữ, vậy chúng ta sẽ xóa các phần chữ đi. Chúng ta sẽ bấm vào đường viền của phần comment và sau đó chúng ta bấm chuột phải, các bạn sẽ chọn Format Comment. Ở phần Format Comment các bạn chọn Color and Line. Trong phần Fill Color các bạn bấm mũi tên vào và chúng ta chọn Fill Effect. Các bạn sẽ chọn tab cuối cùng là tab Picture và chúng ta chọn bấm vào Select Picture. Chúng ta sẽ chọn đến ảnh, ví dụ đây tôi chọn ảnh chân dung có sẵn ở trong máy tính. Insert, OK. Các bạn sẽ có kết quả và việc còn lại các bạn là căn chỉnh hình ảnh này cho size vừa theo những kích thước của bạn. Vậy trên đây đã hướng dẫn các bạn cách thức để chúng ta có thể chèn ghi chú bằng hình ảnh khi di chuột qua. Vậy lúc này chúng ta khi để chuột qua tên các ô, các bạn sẽ thấy có phần ghi chú bằng hình ảnh hiện qua. Tiếp tục chúng ta chuyển sang tip tiếp theo, đó là cách đặt tiêu đề in cho mọi trang in một cách nhanh nhất. Để đặt tiêu đề in cho mọi trang in, ví dụ đây chúng ta có một dữ liệu, khi các bạn bấm in Ctrl P. Ở đây chúng ta nhìn thấy phần tiêu đề, nhóm, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá. Nhưng khi các bạn bấm sang các trang tiếp theo thì không có phần tiêu đề ở trang in. Vậy để hiển thị trang tiêu đề cho mọi trang in, các bạn sẽ làm như sau. Chúng ta bấm vào dòng tiêu đề muốn hiển thị cho mọi trang in. Ví dụ ở đây trường hợp này là dòng số 2. Các bạn sẽ bấm vào dòng số 2. Và tại ô name box. Đấy, chúng ta sẽ gõ giúp tôi print gạch dưới title. Đấy, các bạn sẽ gõ chữ print title, tức là tiêu đề in. Rồi, sau đó các bạn enter. Vậy, cái vùng dữ liệu này là có tên name box, tên là print title. Các bạn sẽ bấm Ctrl P để kiểm tra lại thử. Các bạn sẽ bấm ở trang tiếp theo. Trang 2, trang 3, trang 4. Các bạn sẽ nhìn thấy ở dòng A2, dòng số 2 đã tự động lặp lại tiêu đề cho mọi trang in. Chúng ta chuyển sang tiếp thủ thuật số 4, đó là tự tạo
tự tạo một danh sách để điền tự động, list auto fill đấy. Ở trong Excel các bạn đã từng biết đấy, ví dụ khi chúng ta gõ các số 1, 2, các bạn dùng auto fill các bạn kéo xuống. Hoặc ví dụ chúng ta sử dụng các dữ liệu dưới dạng ngày tháng. Ví dụ các bạn gõ mùng 1 tháng 1, các bạn tích đúp vào, chúng ta cũng sẽ thấy đây là dữ liệu dưới dạng auto fill. Tuy nhiên các auto fill này các bạn có thể tự tạo các danh sách để điền tự động. Ví dụ đây tôi thử. Các bạn sẽ có phần thứ ngày tháng. Ví dụ tôi có thứ hai. Các bạn tích đúp thử. Tất cả đều là thứ hai chứ không hiển thị được các thứ tiếp theo là thứ ba, thứ tư, thứ năm. Vậy danh sách này chưa có sẵn, chúng ta có thể tự tạo danh sách để thực hiện chức năng auto fill như sau. Các bạn vào bấm vào file. Chúng ta chọn option. Trong phần option các bạn hiện lên, các bạn sẽ chọn phần advanced ở bên tay trái ạ. Bấm phần advanced các bạn sẽ di chuyển thanh quấn xuống phía gần cuối. Chúng ta sẽ thấy ở phần sẽ có một ký nút. Nút bấm là edit custom list, tức là để chúng ta tự tạo các danh sách theo ý muốn. Các bạn bấm vào đây ạ. Đây đã có một số các danh sách có sẵn. Chúng ta sẽ tạo danh sách, ví dụ từ thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến hết chủ nhật. Các bạn sẽ gõ ở đây ạ. Thứ hai, enter xuống ạ. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Sau đó các bạn bấm vào nút S ở bên tay phải để thêm danh sách. Các bạn bấm vào nút OK. Bấm vào nút OK. Vậy chúng ta đã tạo được cái danh sách. Vậy lúc này chúng ta chỉ cần gõ một thứ bất kỳ, ví dụ thứ hai, chúng ta có thể dùng copy xuống. Các bạn sẽ thấy có thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Hoặc các bạn có thể gõ bất thứ bất kỳ. Ví dụ chúng ta gõ từ thứ năm chẳng hạn. Các bạn copy xuống, chương trình sẽ tự động là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và lặp lại. Vậy trên đây là cách thức để các bạn tạo danh sách để thực hiện được chức năng autofill. Các bạn có thể tự tạo các danh sách bất kỳ, ví dụ danh sách tên người lao động, danh sách vật tư hàng hóa, những danh sách mà chúng ta thấy các cái phần danh sách là hay lặp lại. Các bạn có thể dùng chức năng tự động điền thông minh này. Tiếp tục, chúng ta chuyển sang tiếp theo. Đó là cách tạo chú thích cho một ô. Các bạn sẽ xem ở ví dụ sau. Ví dụ ở trong bảng tính này, các bạn có cột số lượng, đơn giá thành tiền. Cột thành tiền đang để ở phần công thức. Các bạn không muốn người sử dụng xóa các ô này, chúng ta đều đưa ra một cái phần chú thích cảnh báo là không gõ dữ liệu vào ô này. Ví dụ như này. Vậy cách thức để tạo chú thích này như nào? Chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn theo dõi ở phía bên sheet bên tay phải. Các bạn đánh dấu vùng dữ liệu mà chúng ta muốn tạo chú thích. Chúng ta vào phần dữ liệu data. Các bạn sẽ chọn phần data validation. Hộp thoại data validation hiện lên, các bạn sẽ chọn giúp tôi phần tab số 2, đó là input message. Các bạn chúng ta tích vào nút show input message when sound is select, tức là sẽ hiển thị các cái dòng tin nhắn, dòng tin khi mà cái ô này được lựa chọn. Thì bấm chúng ta bấm ô này. Là các bạn sẽ phần gõ ở hai phần title và input message. Là ví dụ title là cảnh báo. Input message là không nhập dữ liệu vào ô này. Rồi các bạn bấm vào OK. Vậy lúc này chúng ta sẽ thấy khi các bạn di chuột tại các ô đây ạ, đã sẽ có cái ô cảnh báo đây rồi. Các bạn sẽ nhìn thấy đó. Cảnh báo không nhập dữ liệu vào ô này. Trường hợp này khi chúng ta sử dụng các công thức mà chúng ta muốn ghi chú, hoặc là có những phần hướng dẫn cho các ô nhập, chúng ta có thể dùng chức năng này. Các bạn sẽ chuyển sang tip tiếp theo, đó là khai thác bộ nhớ đệm thông minh Clipboard. Các bạn bấm ở phần tab Home ở bên tay trái. Các bạn sẽ nhìn thấy có phần Clipboard đấy ạ. Các bạn sẽ bấm vào đây giúp ạ, để hiển thị cửa sổ này lên. Cửa sổ Clipboard sẽ hiển thị ở bên tay trái. Vậy đây là cái bộ nhớ đệm ở trong Windows cho phép chúng ta có thể thực hiện nhiều thao tác ở cái phần bộ nhớ, đặc biệt với chức năng là copy dữ liệu. Chúng ta sẽ làm thử như sau. Ví dụ tôi muốn copy các cái dữ liệu của một số dòng trong cái phần dữ liệu này. Là ví dụ tại dòng số 8, Ctrl C,
dòng số 11 Ctrl C, dòng số 15 Ctrl C, dòng số 18 Ctrl C. Các bạn sẽ nhìn thấy các dữ liệu copy sẽ nằm ở bên này rồi ạ. À, ví dụ tôi lựa chọn 4 dòng để tôi copy. Tôi muốn dán 4 dòng này sang tại vị trí đấy, ví dụ tôi bấm vào đây. Các bạn sẽ chọn chức năng ạ. Đấy, paste all, tức là sẽ dán tất cả các cái dữ liệu được copy lưu đang được lưu trong bộ nhớ tạm này. Paste vào. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi đã có dữ liệu của 4 dòng đã được copy vào bên này rồi. Phần bộ nhớ đệm này cho phép chúng ta sẽ lưu giữ được là 25 cái lệnh copy tất cả. Vậy đây là chức năng mà khá hữu ích, các bạn có thể sử dụng. Chúng ta sẽ chuyển sang tiếp theo, đó là thiết lập chỉ in các cái vùng dữ liệu được chọn. Ví dụ trên một cái bảng dữ liệu bảng tính, tôi đang bấm Ctrl P, các bạn sẽ nhìn thấy đây là dữ liệu được hiển thị rất là nhiều trang. Tôi chỉ muốn in một vùng dữ liệu này thôi ạ. Đây, ví dụ tôi muốn in vùng dữ liệu từ dòng số 2 cho đến hết dòng số 20. Các bạn sẽ đánh dấu vùng dữ liệu cần in ạ. Chúng ta sẽ bấm vào chức năng, bấm vào phần Page Layout. Các bạn sẽ lựa chọn Print Area. Đấy. À, phần ghi chú nó ghi là để lựa chọn vùng dữ liệu mà chúng ta cần in. Các bạn sẽ bấm vào đây ạ. Và chúng ta sẽ bấm vào nút Set Print Area, tức là thiết lập vùng dữ liệu in. Nào bây giờ các bạn sẽ bấm Ctrl P thử. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở phần Preview lên, chương trình chỉ hiển thị cái vùng dữ liệu được in thôi ạ. Nếu bạn muốn bỏ chế độ in vùng lựa chọn này thì các bạn sẽ chọn lại. Chúng ta sẽ bấm vào Print Area và các bạn sẽ chọn là Clear đi ạ. Vậy trên đây đã hướng dẫn các bạn cách thức để chúng ta thiết lập chỉ in những vùng dữ liệu được lựa chọn. Các bạn sẽ chuyển sang tiếp theo. Tiếp theo là mẹo để các bạn tạo nhanh dữ liệu ngày trong một năm. Ví dụ các bạn đang muốn lấy dữ liệu từ ngày 1 tháng 1 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Nếu chúng ta sử dụng chức năng để các bạn kéo xuống thì sẽ tương đối mất thời gian và tương đối không chính xác lắm. Vậy cách làm nhanh chúng ta có thể làm như sau. Các bạn tại một ô dữ liệu, chúng ta sẽ tạo một cái cột phụ. Chúng ta bấm vào số 1. Các bạn sẽ bấm vào chức năng Home. Chúng ta chọn chức năng Fill Series. Rồi. Hộp Fill Series hiện lên, các bạn sẽ chọn dữ liệu là theo chiều dọc, tức là theo chiều cột đấy ạ. Các bạn bấm vào column. Phần dữ liệu Step Value là 1, Stop Value các bạn sẽ gõ 365 và bấm vào nút OK. Lúc này các bạn đã có dữ liệu theo chiều dọc là từ số 1 cho đến hết là 365. Vậy dựa theo cái dữ liệu cột phụ này, các bạn sẽ xây dựng như sau. Lúc này các bạn chỉ cần bấm ở bên cột bên cạnh là 1 tháng 1 năm 2022. Các bạn sẽ bấm vào biểu tượng copy góc nhỏ bên tay phải đấy ạ, và chúng ta tích đúp. Lúc này chúng ta sẽ có dữ liệu từ ngày 1 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 một cách nhanh chóng. Và lúc này chúng ta chỉ cần xóa bỏ cột dữ liệu phụ đi là các bạn đã có kết quả. Một tip tiếp theo, hướng dẫn chúng ta có thể xem nhanh các đường dẫn lưu dữ liệu file trong máy tính. Ví dụ các bạn đang muốn kiểm tra xem file của bạn đang được lưu tại vị trí nào, có một cách rất nhanh các bạn có thể thực hiện như sau. Chúng ta sẽ gõ công thức bằng cell và chúng ta chọn là file name, rồi enter. Đây, các bạn sẽ gõ cell này, chúng ta chọn file name này, enter. Này các bạn sẽ nhìn thấy, vậy file của tôi đang có đường dẫn là ổ D trong thư mục video YouTube, video 2022, Excel 2022, 10 tip hữu ích và tên file là 10 tip hữu ích đấy. Vậy đấy là cách rất nhanh để các bạn có thể kiểm tra xem file đang được lưu tại vị trí nào ở trong máy tính. Và một tip cuối cùng ở trong phần này, đó là cách thức để các bạn có thể nối dữ liệu bị ngắt dòng trong Excel. Chúng ta đang có một dữ liệu ở cột A, ví dụ các dữ liệu, ví dụ như người dùng đang sử dụng chức năng An Enter để xuống dòng Trần Đình Nam, khu vực Hà Nội, số điện thoại. Các bạn muốn nối dữ liệu, ví dụ như sang cột D, các dữ liệu liền nhau và ngăn cách với nhau bằng dấu chấm phẩy. Vậy cách thức làm như sau. Các bạn đánh dấu vùng dữ liệu đang bị ngắt dòng trong Excel.
Chúng ta bấm tổ phím Ctrl H là tìm kiếm và thay thế. Cửa sổ hiện lên, các bạn sẽ thao tác như sau. Ở ô Firewatch, các bạn sẽ bấm tổ phím Ctrl Z. Trong ô Replace With, các bạn sẽ gõ dấu chấm phẩy. Và sau đó chúng ta sẽ bấm vào chức năng Replace All. Ok, các bạn đã có 14 sự thay thế. Lâu vào. Lúc này, dữ liệu ở các dữ liệu này đã được nối lên rồi mà các bạn sẽ kiểm tra. Đây, ví dụ các bạn chúng ta sẽ nhìn thấy các dữ liệu đã tự động được nối lên Trần Đinh Nam, Hà Nội trên cùng một dòng. Vậy trên đây đã hướng dẫn các bạn 10 thủ thuật Excel văn phòng rất là thông minh, hữu ích mà có thể bạn chưa biết. Hy vọng với những kiến thức này sẽ giúp cho các bạn trong các công việc liên quan, ví dụ trong công tác văn phòng, hành chính, nhân sự hay kế toán. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video hướng dẫn tiếp theo.